Cổ động viên sửng sốt khi Harry Maguire lừa bóng như Neymar trong trận Anh với Mỹ. Tình huống Harry Maguire vượt qua hai cầu thủ đối phương trong trận đấu giữa Anh với Mỹ khiến cổ động viên không khỏi sửng sốt. Một trong số này, ví thủ quân của MU với Neymar. Phút thứ 11 của trận đấu giữa Anh với Mỹ ở lượt 2 bảng B World Cup 2022, Harry Maguire khiến tất cả bất ngờ. Cầu thủ 29 tuổi thực hiện một vài tình huống đảo người để lừa qua hai cầu thủ đối phương trước khi thực hiện đường trả ngược. Đường trả ngược ấy không đến được vị trí của đồng đội, nhưng đó là một trong những pha triển khai bóng tốt nhất mà Tam Sư thực hiện. Khoảnh khắc mà Harry Maguire tạo ra khiến cổ động viên thực sự sửng sốt. Sự sửng sốt ấy được thể hiện qua các bình luận trên mạng xã hội Twitter. Nếu Harry Maguire thực sự tạo ra một bàn thắng trong tình huống di chuyển đó, ban tổ chức nên loại Mỹ khỏi giải đấu về nguyên tắc. Một cổ động viên viết: "Nếu Maguire kết thúc pha bóng đó một cách tốt hơn, chúng tôi sẽ phải sắp xếp lại toàn bộ đất nước." Cổ động viên khác bình luận: "Maguire biến thành Neymar trong một giây, đó là một pha di chuyển điên rồ." Một người hâm mộ thốt lên: "Trên thực tế, Harry Maguire và Luke Shaw là hai trong số những cầu thủ thi đấu tốt nhất của đội tuyển Anh ở trận này. Bên cạnh pha lừa bóng gây sửng sốt ấy, ngôi sao sinh năm 1993 còn sở hữu nhiều thống kê ấn tượng. Anh thực hiện 8 pha phá bóng, 3 tình huống tranh chấp trên không thành công và chuyền dài chính xác tới 8 lần. Màn thể hiện của Harry Maguire được WhoScore.7,6 điểm. Đây là điểm số cao nhất trong số các cầu thủ ra sân từ đầu của hai đội. Trận đấu giữa Anh và Mỹ khép lại với kết quả hòa không bàn thắng. Tam Sư vẫn dẫn đầu bảng B sau lượt đấu thứ 2 và cần ít nhất 1 điểm trước xứ Wales để giành quyền tham dự giai đoạn knock-out.